các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 37. Chương 9. Thỏa thuận và thương lượng lại. Sau khi vượt bầu cử, Nixon trúng cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai với tỷ lệ cao 60,7% phiếu bầu so với 37,5% phiếu bầu cho McGovern. Nỗi lo của Nixon về cuộc bầu cử đã qua, nhưng ở Thượng viện, Đảng Cộng Hòa lại mất 3 ghế và ở Hạ viện, Đảng Dân Chủ vẫn nắm đa số. Như vậy, lực lượng đối lập với Nixon không những không giảm đi mà còn tăng thêm. Xu hướng đòi chấm dứt nhanh chóng cam kết của Mỹ ở Đông Dương lại mạnh lên. Khó khăn của Tổng thống mới vẫn còn đó. Mâu thuẫn giữa Washington và Sài Gòn vẫn gay gắt và bùng nổ công khai. Nếu như Nixon coi thỏa thuận tháng 10 với ta là hoàn hảo, thì ngày mùng 1 tháng 1 tại Sài Gòn, Thiệu công bố công khai rằng đó là một hiệp định đầu hàng. Nixon cho rằng, sau bầu cử, nhiệm vụ đầu tiên là phải chấm dứt chiến tranh. Nhưng Thiệu tỏ ra phản đối mà Nixon không thể bỏ rơi ông ta được. Nixon phải cử tướng Hát đi Sài Gòn thuyết phục Thiệu, nói cho ông ta rõ rằng Thượng viện Mỹ còn bồ câu hơn trước bầu cử. Mặt khác, Mỹ tổ chức cầu hàng không với cái tên tăng cường nữa, ồ ạt đưa vũ khí vào Sài Gòn. Thiệu vẫn gửi thư cho Nixon đòi sửa đổi trên 60 điểm trong hiệp định, những đòi hỏi mà Nixon cho là không thực tế. Trên đường sang Pháp gặp Lê Đức Thọ và Xuân Thủy, Kissinger mang theo đòi hỏi của Thiệu, đặc biệt các vấn đề liên quan đến khu phi quân sự, tình hình riêng biệt của miền Nam và vấn đề rút một phần quân đội miền Bắc khỏi miền Nam. Nixon biên thư cho Thiệu, một mặt hứa sẽ hết sức cố gắng để thực hiện các sửa đổi của Thiệu, nhưng mặt khác cũng nhắc Thiệu rằng đừng nuôi dưỡng nhiều ảo tưởng vào khả năng và nghị lực của Mỹ có thể đi quá xa trong việc sửa đổi để làm tốt hơn nữa một hiệp định mà Mỹ xem như đã hoàn hảo. Nixon hồi ký, trang 717-718. Ngày 18 tháng 11, Thiệu còn cử đặc phái viên Nguyễn Phú Đức sang Washington gặp Nixon. Thiệu muốn trì hoãn cuộc gặp giữa Kissinger và Lê Đức Thọ. Nhà cầm quyền Mỹ còn gặp đại diện Liên Xô và Trung Quốc để tìm cách tác động đến Hà Nội theo hướng ôn hòa hơn nữa, nghĩa là theo yêu cầu của Mỹ. Trong buổi chiêu đãi Kiều Quán Hoa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cầm đầu phái đoàn Bắc Kinh tại khóa họp của Liên Hiệp Quốc ở New York, Kissinger đã nêu lên nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề Campuchia. Như ta đã biết, Washington muốn có ngừng bắn cùng một lúc ở ba nước Đông Dương để cứu vớt bọn lon non mà Kissinger gọi là đứa con mồ côi của Mỹ. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 1471. Ông ta nhấn mạnh với Kiều Quán Hoa sự thống nhất về quyền lực giữa Trung Quốc và Mỹ đối với một nước Campuchia độc lập, không bị nước ngoài, ám chỉ Việt Nam, đô hộ. Kiều chỉ gợi ý Kissinger gặp Sihanouk đang ở Bắc Kinh. Kissinger từ chối. Lúc ấy, qua tiếp xúc với Việt Nam, hoàng thân Sihanouk tỏ ra muốn thương lượng, nhưng lực lượng kháng chiến ở trong nước do Khmer Đỏ chỉ huy không muốn nói chuyện. Họ muốn chiến thắng hoàn toàn. Tại Paris, ngày 27 tháng 10, Mỹ gửi công hàm cho Việt Nam, nói rằng Hoa Kỳ hiểu sự không hài lòng do sự không thực hiện được thời gian biểu gây ra và đề nghị một đợt gặp riêng khác, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 1972 và kéo dài chừng nào cần thiết để hoàn thành hiệp định. Phía Hoa Kỳ cũng khẳng định lại là một khi đã thỏa thuận được một văn bản tại Paris, và trong khi những cuộc trao đổi tiếp sau đó
Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn chấm dứt ném bom miền Bắc. Hoa Kỳ cũng đồng ý không yêu cầu thêm sự thay đổi nào nữa sau khi đạt tới thỏa thuận sau cuộc gặp với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng khẳng định lại Kissinger sẽ đi Hà Nội ký tắt văn bản hiệp định ngày 20 tháng 11. Mãi đến ngày 4 tháng 11, ta mới trả lời công hàm này. Ta chọn thời điểm này để tỏ ra ta không vội vã, cũng không trông chờ kết quả bầu cử ở Mỹ. Điều đó cũng có nghĩa nếu McGovern hay Nixon thắng cuộc, ta đều chủ động. Trong công hàm, ta đề nghị cuộc họp tới bắt đầu từ 14 tháng 11. Ngày 7 tháng 11, Mỹ nhận họp vào 15 tháng 11. Nhưng do Lê Đức Thọ ốm nên ta lui lại 20 tháng 11. Đi vào giai đoạn đàm phán này, hai bên đã có một cơ sở chung là văn bản hiệp định 20 tháng 10 năm 1972. Ta có tư thế vững vàng, thuận lợi hơn. Từ sau tuyên bố 26 tháng 10, dư luận quốc tế đồng tình và ủng hộ ta, đòi Mỹ sớm ký hiệp định. Ta có cơ sở để giữ vững nguyên tắc và nội dung. Tuy ta có cơ sở vững vàng, còn Mỹ thì yếu về đạo lý, nhưng ta dễ sa vào thế phòng ngự. Về thời gian, ta không bị thúc bách như hồi tháng 10. Trái lại, Mỹ ở vào thế phải sớm chấm dứt chiến tranh, nhất là quốc hội mới sắp bắt đầu họp lại. Nhưng vấn đề phức tạp trong giai đoạn mới này là việc Thiệu tham gia tuy không trực tiếp vào cuộc nói chuyện làm cho nó gay gắt hơn. Chủ trương của ta trong cuộc đàm phán lại là giữ vững những vấn đề về nguyên tắc và nội dung đã đạt được, đòi Mỹ không được sửa đổi các nguyên tắc và nội dung đó và phải sớm ký kết hiệp định. Từ lâu, ta đã thấy Mỹ dùng con bài thể thức hoặc trao đổi với Ngụy để kéo dài. Ta phải tìm cách ngăn chặn. Ta phấn đấu buộc Mỹ ký hiệp định vào khoảng 20 tháng 1 năm 1973. Hà Nội cũng tính đến khả năng thứ hai là nếu Mỹ Ngụy giành lại lợi thế trên chiến trường, Mỹ lợi dụng được hòa hoãn với Liên Xô, Trung Quốc gây khó khăn cho ta, bám giữ những yêu sách vô lý và dùng Ngụy để kéo dài đàm phán thì chiến tranh còn tiếp tục. Cần hết sức đề phòng và chuẩn bị cho khả năng này. Khi nhận được công hàm ngày 7 tháng 11 của Mỹ, đoàn ta ở Paris đã phát hiện nhiều ẩn ý của Washington. Họ đề ra một chương trình làm việc trong 4 ngày mà ngày đầu tiên là bàn về những vấn đề thuộc về nội dung hiệp định. Ngày thứ 2, thứ 3 là bàn về thay đổi về kỹ thuật và so sánh hai bản dịch tiếng Việt và tiếng Anh. Ngày thứ 4 giải quyết những vấn đề còn lại. Đó là mâu thuẫn nổi bật so với công hàm ngày 27 tháng 10 của họ và trái với tuyên bố của Mỹ nói rằng văn bản hiệp định xem như đã hoàn thành. Mỹ lại đòi có 2 tuần sau khi hoàn thành văn bản hiệp định để có những cuộc trao đổi cuối cùng với Sài Gòn. Họ còn đòi thêm bàn cả nghị thư và ủy ban quốc tế. Đó là những vấn đề rất dễ kéo dài. Mỹ đã lật lọng thì những ẩn số đó càng làm cho Hà Nội thêm cảnh giác. Ngày 20 tháng 11, các nhà báo đã vây ngôi nhà của họa sĩ Lecker và từ bên kia đường General Leclerc, đối diện với ngôi nhà của họa sĩ Pháp, một số nhà báo đã dựng lên những chòi cao để từ đó quan sát và chụp ảnh quang cảnh bên trong và các đại biểu hai bên khi nghỉ ngơi ra dạo ngoài sân hay trong vườn. Kissinger cho rằng việc này do ta bố trí, còn Lê Đức Thọ thì nói đó là nhờ Kissinger sắp xếp hộ. Dự đoán được sự bực bội của ta sau sự lật lọng của Hoa Kỳ, Kissinger tìm cách làm cho không khí hòa dịu thoải mái. Ông ta nhắc lại lời mời Lê Đức Thọ sang giảng bài ở Đại học Harvard, có thể ngay trong học kỳ mùa xuân sắp tới. Vui vẻ hỏi thăm sức khỏe của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, hôm đó cũng đến dự. Khi Xuân Thủy đề nghị hôm nay làm việc đến 16 giờ thì Kissinger vui vẻ nhận lời ngay. Cho như thế là quá sớm vì ông ta quen làm việc đêm. Nhưng tất cả không ngăn được Lê Đức Thọ đọc một bài chuẩn bị sẵn dài 5 trang nói lên thiện chí của Việt Nam, tố cáo sự lật lọng của Mỹ và kết luận.
Chúng tôi đã bị người Nhật, người Pháp, người Mỹ lừa dối, nhưng chưa bao giờ sự lừa dối lại trắng trợn như lần này. Về sự cần thiết phải có sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, Lê Đức Thọ nhắc lại lời nói đó của Kissinger trước đây và hỏi: ông nói với chúng tôi như vậy, rồi ông lại lật ngược đi, thì ông nghĩ chúng tôi hiểu ông là người như thế nào? Tuy bị phê phán, Kissinger vẫn giữ bình tĩnh mà còn khen Lê Đức Thọ vẫn khỏe mạnh, vẫn mở cuộc tấn công như thường lệ. Ông ta còn nói rằng đã góp phần thống nhất hai miền vì cả miền Nam lẫn miền Bắc đều ghét tôi. Ông khen Lê Đức Thọ và Xuân Thủy thương thuyết có nguyên tắc, nói là biểu dương công khai thiện chí và thái độ nghiêm chỉnh của ta sau ngày 8 tháng 10. Bây giờ, Kissinger mới thanh minh rằng cuộc chiến tranh này đã kéo quá dài, nên khi đi đến gần giải pháp thì mới thấy nảy ra những vấn đề phức tạp, cả những vấn đề chưa kịp suy nghĩ tới. Ông ta cho rằng Việt Nam có nhiều tuần lễ để suy nghĩ trao đổi với đồng minh trước khi đưa ra dự thảo ngày 8 tháng 10. Còn Mỹ thì thời gian sau đó rất chật hẹp. Cuối cùng, ông ta nhắc lại ý muốn chấm dứt chiến tranh sớm, không muốn kéo dài thương lượng. Ông ta còn bịa ra câu chuyện rằng ông ta được tin chắc chắn là sẽ mở cuộc tấn công lớn khi ông ta vào Hà Nội. Do đó, việc Mỹ không ký hiệp định là một việc may mắn. Kissinger trịnh trọng tuyên bố: chúng tôi giữ nguyên tắc đã được thỏa thuận, giữ thực chất đã đạt được trong tháng 10. Chúng tôi chắc rằng chúng ta có thể giải quyết được vấn đề trong mấy tuần sắp tới. Chúng tôi chắc rằng có thể làm xong phần lớn văn bản trong tuần này. Khi chúng tôi thỏa thuận xong trong tuần này thì chúng tôi không đòi thêm gì nữa. Lê Đức Thọ hỏi lại: vừa rồi ông nói là ông giữ nguyên tắc và thực chất đã đạt được trong tháng 10. Kissinger: tôi đã nói như vậy. Lê Đức Thọ: nếu các ông có thái độ như vậy thì chúng tôi cũng có thái độ như vậy. Kissinger với lời lẽ lắt léo: hai bên sẽ có ý kiến khác nhau thực chất là như thế nào, chúng ta sẽ bàn. Lê Đức Thọ: tôi cũng tạm thời đồng ý với ông, như ông đã dứt khoát không thay đổi nữa. Lần này mà thay đổi thì chắc chắn là chỉ còn có tiếp tục chiến tranh. Cuộc thăm dò về ý đồ thương lượng lại của nhau như vậy đã mất hết buổi sáng. Buổi chiều, Kissinger đưa ra những sửa đổi. Đầu tiên, ông ta đòi xóa bỏ tên Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong lời mở đầu cũng như ở tất cả các chỗ khác, nơi nào có ghi tên chính thức của Chính phủ Cách mạng Lâm thời. Họ không muốn thừa nhận có hai chính quyền ở miền Nam. Điều lớn thứ hai là Kissinger đòi rút tất cả lực lượng không phải Nam Việt Nam ra khỏi miền Nam. Họ không muốn công nhận có hai quân đội ở Nam Vĩ Tuyến 17. Kissinger còn đòi số quân mà hai bên phải phục viên trên cơ sở bên này một thì bên kia cũng một, và đưa ra số quân phục viên về sinh quán của họ. Ông ta còn đòi một sự di chuyển của lực lượng vũ trang đó trên thực tế, không phải ghi vào hiệp định, một sự di chuyển về thực tế mà người ta có thể chấp nhận được. Trong vấn đề Lào và Campuchia, Kissinger đòi lực lượng vũ trang các nước Đông Dương phải ở bên trong các quốc gia của họ, đòi thay đổi vùng do các bên kiểm soát thành vùng đóng quân khi ngừng bắn. Họ không chấp nhận có hai địa bàn ở Nam Việt Nam. Về vấn đề trao trả người của các bên bị bắt còn bị giam giữ, Kissinger không nói gì đến các nhân viên dân sự của Chính phủ Cách mạng Lâm thời còn bị tù đày mà đòi ta phải trao trả càng sớm nếu có thể một số tù binh Mỹ trên toàn Đông Dương cho nhà cầm quyền Washington, và phải cam kết với Mỹ và Ủy ban Quốc tế về những người của Mỹ bị mất tích. Về vấn đề chính trị nội bộ miền Nam, ngoài việc đòi bỏ tên Chính phủ Cách mạng Lâm thời, Kissinger đòi xóa bỏ ba thành phần của Ủy ban Hòa hợp Hòa giải Dân tộc, bỏ hệ thống cấp dưới và tổ chức này, không có khả năng đôn đốc hai chính quyền trong việc thi hành hiệp định.
cố vấn Nhà Trắng nói nhiều đến khu phi quân sự, đòi tổ chức hội nghị bảo đảm quốc tế ở Geneva chứ không phải ở Paris. Ông ta còn đòi thảo luận các nghị định thư về Ủy ban Quốc tế và Ủy ban Liên Hợp song song với việc thảo luận hiệp định tại hội nghị bốn bên ở Kölnberg. Kissinger cố tình giảm nhẹ trách nhiệm của Mỹ. Ông ta nói về điều một: Tổng thống tôi nhận thấy rằng viết như thế này thì Mỹ dường như là người phạm tội, và nếu chúng ta xác nhận lại mối quan hệ trong thời gian tới thì viết như thế là điều không tốt. Chúng tôi sẵn sàng có nghĩa vụ tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam, nhưng chúng tôi không có cách nào để ký một hiệp định mà trong đó chúng tôi tự cho mình như người phạm tội. Ông ta đưa ra công thức: nền độc lập thống nhất chủ quyền của Việt Nam phải được tất cả các nước công nhận. Ông ta cũng bỏ cả đoạn trong văn bản tháng 10 nói Hoa Kỳ không cam kết với bất cứ xu hướng chính trị nào hoặc cá nhân nào ở miền Nam, không tìm cách áp đặt một chính phủ thân Hoa Kỳ nào ở Sài Gòn. Kissinger không nói gì về trách nhiệm của Mỹ trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam, không nói gì đến số tiền mà có lúc ông ta đã hứa. Kissinger để lộ sẽ thông qua vấn đề Mỹ viện trợ để giải quyết việc này như đối với các quốc gia khác xin viện trợ của Mỹ. Cố vấn Nhà Trắng còn đòi ngừng bắn một lúc ở Lào và ở Campuchia sau khi có ngừng bắn ở Việt Nam. Ông ta nói sẽ đề nghị với đồng minh của Mỹ ở Phnom Penh ra một tuyên bố đơn phương và mong rằng phía bên kia cũng làm như vậy. Ngoài ra, ông ta còn đòi lập lại Ủy ban Quốc tế ở Campuchia. Kissinger nói thêm rằng ông ta đã nói với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Kiều Quán Hoa về hậu quả nghiêm trọng nếu chiến tranh tiếp diễn ở Campuchia, để ông này nói với những người đến Bắc Kinh thì nói cho người đó biết là ý kiến của Mỹ. Kissinger thêm: Tôi cũng đã nói với ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc là sau một thời gian yên tĩnh ở Campuchia thì triển vọng cuộc thương lượng sẽ lớn hơn nhiều. Tôi muốn biết ông Kiều Quán Hoa trả lời như thế nào? Ông Lê Đức Thọ hỏi. Kissinger nói: Tôi cho rằng họ không nói trái với quan điểm của chúng tôi, tức là đồng ý với chúng tôi, nhưng cũng có thể vì lịch sự mà họ không muốn nói gì trái. Cảm tưởng của tôi là họ đã hiểu lập trường của chúng tôi về vấn đề này. Trước khi đến Paris, Lê Đức Thọ đã dừng chân ở Bắc Kinh, nên Kissinger hỏi ông về thái độ của Trung Quốc về vấn đề Campuchia. Lê Đức Thọ trả lời: Họ nói với chúng tôi lúc nào cũng phải tôn trọng các quyền dân tộc của mỗi nước. Việc giải quyết công việc của mỗi nước là công việc của nhân dân nước đó. Kissinger tiếp tục nói về đề nghị mới của Mỹ trong cách đàm phán, bỏ việc ký kết hai bên mà đề ra việc ký bốn bên cùng một lúc với một số nghị định thư. Ông ta lại đưa ra một thời gian biểu mới. Thỏa thuận xong các văn bản hiệp định cuối tuần này, hai ngày sau đó thì chấm dứt ném bom miền Bắc, ký tắt vào ngày 10 tháng 12, ký chính thức hiệp định vào ngày 15 tháng 12. Nhìn lại một cách tổng quát thì Mỹ đòi sửa lại hầu hết các chương trong hiệp định, nhất là các chương về ngừng bắn, rút quân và chính trị nội bộ miền Nam, gồm các vấn đề thực chất sau đây: đòi rút quân miền Bắc, không công nhận chính phủ cách mạng lâm thời, hạ thấp vai trò của Ủy ban Hòa giải Hòa hợp Dân tộc, muốn duy trì miền Nam thành một quốc gia riêng, giảm nhẹ trách nhiệm của Mỹ, nâng cao yêu sách về Campuchia và Lào. Tất cả các sửa đổi đó nhằm nâng cao thế mạnh về chính trị và pháp lý cho ngụy quyền Sài Gòn, hạ thấp uy thế của cách mạng miền Nam, không muốn công nhận trên danh nghĩa hai chính quyền, hai quân đội, hai địa bàn ở miền Nam, chuẩn bị cho những hoạt động phá hoại sau này của Ngụy. Kissinger sau này viết: Bài phát biểu cốt để gây cảm xúc, nhưng tác dụng của nó đã bị hỏng ngay lập tức khi tôi đề cập đến 69 điều sửa đổi do Sài Gòn đòi hỏi. Đó là một sai lầm nặng nề về chiến thuật. Danh sách đó quá vô lý, nó vượt quá những điều mà tôi đã dự tính công khai cũng như trong nội bộ, và chắc chắn
nó làm tăng thêm ý đồ vốn mạnh mẽ của Hà Nội giữ nguyên lập trường cũ của họ và chờ đợi cho chúng ta bị nghẹt thở vì thời gian mà Quốc hội định ra cho chúng ta. Nếu tôi đưa ra những yêu sách đó là cốt để người ta khỏi trách tôi là không chú ý tới quyền lợi của Sài Gòn và đề nghị cho Thiệu Dễ chấp nhận. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1476. Một điều đáng chú ý là trong suốt buổi gặp này, Kissinger luôn tỏ ra vui vẻ, luôn nói rằng các đề nghị ông ta đưa ra không phải là thực chất, chỉ là câu chữ sửa đổi như vậy là để rõ ràng hơn, để dễ dàng cho công việc. Khi Lê Đức Thọ nhận xét những điều ông ta đưa ra là tiêu cực, thì ông ta vội bào chữa rằng sửa đổi đó là trung lập, xen thêm vào các câu nói bông đùa và những khái niệm lý thuyết về triết học, cốt là cho đối phương nuốt trôi được những cục xương quá cứng. Kissinger tỏ ra không hiểu đối phương. Ông ta còn nói rằng người ta còn yêu cầu ông ta sửa đổi nhiều hơn nữa, nhưng ông ta không làm và mong ông Thọ hiểu cho. Lê Đức Thọ nói cho Kissinger biết những điều ông ta nêu ra có những vấn đề thực chất và nguyên tắc, đó là những khó khăn lớn, và nhấn mạnh. Nếu đó là những đề nghị cuối cùng của các ông không thay đổi nữa thì không giải quyết được. Kissinger đáp, đó là những đề nghị cuối cùng nhưng không phải là tối hậu thư. Thương lượng lại. Sau cuộc gặp này, đoàn ta ở Paris thấy rằng ngoài một số câu chữ, Kissinger đã đề ra đến 6 vấn đề về thực chất. Trong lúc Mỹ tăng cường hoạt động quân sự và tăng cường lực lượng cho Ngụy để giành ưu thế trên chiến trường, thì trong đàm phán và hoạt động ngoại giao, họ đã đưa ra nhiều đòi hỏi quá đáng, ép ta phải lùi so với những điều kiện hai bên đã thỏa thuận trước, nhất là những vấn đề liên quan đến yêu cầu tối thiểu của ta đã nói ở trên. Hà Nội cho rằng ý đồ của Mỹ là nếu ép được ta nhượng bộ thì Mỹ có thể giải quyết nhanh để kết thúc chiến tranh có lợi cho Mỹ, nếu không thì Mỹ kéo dài đàm phán tiếp tục chiến tranh. Vẫn phải đề phòng hai khả năng. Nếu trong đàm phán Mỹ phải lùi trên những vấn đề về thực chất thì có thể ký Hiệp định Paris trước ngày 20 tháng 1 năm 1973. Nếu Mỹ giữ lập trường ngoan cố thì điều đó chứng tỏ Mỹ muốn kéo dài đàm phán để tiếp tục chiến tranh. Nhưng dù Mỹ muốn đi vào giải quyết sớm thì cũng khó đi đến thỏa thuận trong đợt gặp riêng này mà còn phải kéo dài vài cuộc gặp nữa. Ta cũng cho rằng về thời gian ta không vội. Nếu Nixon muốn giải quyết chiến tranh trước khi nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 20 tháng 1 năm 1973 và muốn đưa một số tù binh về nước trước lễ Noel thì chính họ bị thời gian thúc bách. Ta cần phát huy lợi thế của ta để buộc họ phải giữ nội dung đã thỏa thuận. Hà Nội vẫn theo đường lối đã có, vừa đấu tranh công khai và bí mật, vừa kết hợp trong và ngoài nước, kết hợp hoạt động ngoại giao và đấu tranh trên dư luận, tố cáo âm mưu của địch. Hà Nội cũng tăng cường những biện pháp phòng thủ để sẵn sàng đánh trả những bước phiêu lưu đầy tội ác của Nixon. Đợt gặp lại trong thời gian này, dưới con mắt của Hà Nội, đã trở thành một cuộc thương lượng lại đầy khó khăn do Mỹ gây ra. Hôm sau, ngày 21 tháng 11, khi bước vào cuộc họp, Lê Đức Thọ tỏ rõ ngay thái độ không khoan nhượng. Ông nhắc lại công hàm của Nixon, nói hiệp định xem như đã hoàn thành. Và bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Ed New, ngày 29 tháng 10 năm 1972, nói rằng chỉ còn vài câu chữ cần nói rõ thêm chứ không thêm gì về thực chất. Và ông Thọ phê phán khá gay gắt những vấn đề lớn mà Kissinger đưa ra hôm qua không phải là những vấn đề chi tiết mà là những vấn đề về thực chất và nguyên tắc quan trọng mà ta không thể chấp nhận được. Trước hết, Lê Đức Thọ nêu ra việc Kissinger đòi bỏ hết vai trò của chính phủ cách mạng lâm thời mà chỉ nói các bên tham gia hội nghị và nhất quyết đòi ghi tên chính phủ cách mạng lâm thời và tên các chính phủ khác vào hiệp định.
ông Thọ nêu rõ vai trò to lớn của chính phủ cách mạng lâm thời ở miền Nam cũng như trên trường quốc tế. Lúc đó đã được hơn 60 nước công nhận. Thứ hai, Lê Đức Thọ nêu rõ rằng từ nhiều năm nay ở miền Nam Việt Nam có ba vùng. Một vùng do chính quyền Sài Gòn kiểm soát, một vùng do chính phủ cách mạng lâm thời kiểm soát và một vùng tranh chấp. Việc Kissinger đòi xóa bỏ các vùng do chính phủ cách mạng lâm thời kiểm soát, một điều mà cả quân Mỹ và quân Ngụy không làm được từ xưa tới nay, là một đòi hỏi vô lý. Ông Thọ đòi phải giữ lại quy định cũ ghi rõ chữ vùng kiểm soát của mỗi bên trong hiệp định. Lê Đức Thọ bác bỏ mạnh mẽ nhất là việc Mỹ đòi rút quân miền Bắc. Ông nhắc lại quan điểm của ta nhiều năm nay, khẳng định quyền chống xâm lược của nhân dân Việt Nam và vạch rõ không thể đặt việc rút quân gọi là miền Bắc ngang hàng với việc rút quân Mỹ. Đặt vấn đề như vậy là không chính đáng, trái đạo lý, chính trị và pháp lý mà Kissinger trước đây đã phải công nhận. Lê Đức Thọ lại nhắc đến diễn văn của Phó Tổng thống Mỹ không thể đề ra việc rút quân miền Bắc khỏi miền Nam được. Đối lý, Kissinger nói, chúng tôi phải cách chức người đã soạn diễn văn đó cho an ninh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các buổi phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày của Win Win Việt Nam. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.